Lời mở đầu. Kính thưa gia đình, người thân, bạn bè. Lá thư này xin gửi đến tất cả gia đình, người thân, bạn bè của Khoa. Con, cháu, em, mình, tôi. Mẹ phép tự xưng là Khoa khi nói về mình trong lá thư này. Để câu chữ sẽ dễ hiểu hơn, vì Khoa đang viết lá thư này đến nhiều cá nhân khác nhau. Khoa hôm nay có mặt cùng Kelly để trình bày về sự kiện Taste of Southeast Asia vừa qua. Kính thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, lời nói đầu tiên, cho Khoa gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn được ơn trên soi sáng, hồn mang sát mạnh, công việc suôn sẻ. Và nhất là cảm ơn thời gian của quý vị đã dành ra ngày hôm nay để nghe Khoa và Kelly có vài lời tường trình. Một chút về Khoa. Thay vì những lời phỏng đoán và rêu rao sai sự thật. Khi còn ở Việt Nam, năm 2007, sau khi đã thi xong kỳ thi đại học, Khoa có giấy chấp thuận nhập học từ 3 trường đại học và cao đẳng khác nhau. Khoa dành 1 năm ở Việt Nam để phát triển thêm kỹ năng tiếng Anh và đi du học ở Hoa Kỳ năm 2008, khi 19 tuổi. Sau 6 năm học tập, Khoa tốt nghiệp cử nhân Bachelor Degree và thạc sĩ Master Degree, ngành kế toán chuyên ngành về thuế, từ University of Houston, Barrow School of Business, vào năm 2014 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Năm 2015 là năm đi làm đầu tiên. Khoa đã làm việc 60 tiếng một tuần trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4, tức là mùa thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ. Cùng lúc học và thi đậu 4 phần thi của chứng chỉ CPA, Certified Public Accountant của tiểu bang Texas. Trong thời gian sinh sống ở nước ngoài, chỉ có năm 2008 là năm suy thoái kinh tế toàn cầu, là năm đầu tiên và cũng là năm duy nhất mà Khoa không có việc làm. Trong những năm còn lại, Khoa luôn luôn làm việc thêm để phụ tiền sinh hoạt và học phí, như chạy bàn, dạy kèm, coi tiệm convenience store, làm phát thanh viên đài radio, làm bookkeeper, vân vân. Dành nhiều cơ hội làm việc trong trường, cũng như dành nhiều suất học bổng khác nhau để được giảm học phí, cách này cách khác để đỡ phần bố mẹ phải đại thọ, không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình. Cũng trong suốt thời gian học và làm, Khoa cũng sinh hoạt ở nhà thờ Ngũ Lời Nhập Thể, là ca viên trong ca đoàn Maria Mẹ Thiên Chúa, cũng như đứng lớp giảng dạy tiếng Việt trình độ lớp 3 ở trường Việt ngữ Mẫu Tâm. Khoa được cơ hội đi công tác 12 tháng ở Toronto, tỉnh bang Ontario, Canada vào năm 2016. Trong thời gian này, khi sinh hoạt ở ca đoàn và nhà thờ Giáo xứ Các Thánh Tự Đạo Việt Nam, Khoa quen biết anh Nhật và Kelly, cũng như được biết đến những hoạt động giúp trẻ em và cộng đồng của hai người. Cùng với tấm lòng muốn góp một bàn tay cho những công việc thiện nguyện và được sự mời gọi của anh Nhật và Kelly, Khoa đã tham gia vào Board of Directors của hai hội Better Future for Kids Foundation và Hội Áo Dài Canada từ năm 2018 cho đến nay. Năm 2017, Khoa quay trở lại Hoa Kỳ sau khi hoàn thành công tác ở Toronto trong 12 tháng. Trong thời gian này, Khoa tìm hiểu về thủ tục nhập cư Hoa Kỳ và được hãng cho biết rằng thời gian chờ đợi có thể lên đến 8-9 năm. Lúc đó, Khoa mới quay sang tìm hiểu chính sách định cư của Canada, thì được biết rằng với trình độ và kinh nghiệm của mình, khả năng được chọn trong Express Entry là khá cao. Khoa đã hoàn thành thủ tục nhập cư Canada và được chấp thuận trong vòng chưa đầy 5 tháng. Khoa đáp xuống Toronto với tư cách là dân nhập cư lần đầu tiên vào năm 2019. Hiện tại, Khoa vẫn sinh sống và làm việc ở Toronto, cũng bằng nghề kế toán. Khoa không có họ hàng, thân thích ở Toronto, chỉ có vài gia đình người cậu ở bên Montreal mà Khoa có dịp đến thăm mỗi mùa hè. Kính thưa quý cụ, ông bà và anh chị em, lời nói đầu tiên, xin cho con gửi lời chúc sức khỏe đến quý cụ, ông bà và anh chị em và cảm ơn quý vị dành thời gian để nghe con chia sẻ.
Đáng lẽ video này không phải làm ngay sau khi hội chợ Taste of Southeast Asia Lunar New Year Festival, hội chợ Đông Nam Á. Nhưng sau khi làm xong sự kiện, con bay về đi thiện nguyện cùng hội Better Future for Kids giúp bé đến trường, Mission Trip. Nên bây giờ con mới quay lại thành phố Toronto để có đôi lời chia sẻ cùng đến quý vị. Một chút chia sẻ về con, thay vì những lời đồn đoán xa lịch. Con là người quốc tịch Canada, sinh ra ở Việt Nam, đang sinh sống ở thành phố Toronto. Con đang làm nghề tạo mẫu tóc và makeup artist để kiếm sống. Con được dì kể lại, con rời Việt Nam đi với dì vượt biên đến Canada lúc con 5 tuổi. Con lớn lên và hòa nhập vào cuộc sống hải ngoại và ít tiếp xúc với người Việt hoặc cộng đồng Việt Nam từ nhỏ. Năm 2007, con tham gia ca đoàn follow ở nhà thờ giáo xứ Cấp Thánh Tứ Đạo Việt Nam và được sự hướng dẫn từ người ca trưởng là anh Khoa Nguyễn về thánh nhạc và đàn. Nên con đã bắt đầu học nói, viết và tìm hiểu thêm về cội nguồn và văn hóa Việt Nam mình. Vào dịp Tết năm 2008, con được về Việt Nam thăm ba mẹ. Qua chuyến đi đó, con sốc và đau lòng khi nhìn thấy tệ nạn buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em qua linh mục Nguyễn Bá Thông. Những cảnh nghèo của đồng bào, trẻ em mồ côi, những tệ nạn xã hội hoàn toàn khác với những gì con thấy ở hải ngoại. Sau chuyến đi đó, con thương đồng bào, trẻ em và dân tộc con. Niềm tự hào dân tộc nổi dậy trong tâm trí con và con quyết định góp sức, khả năng nhỏ bé của mình để giúp cho dân tộc con ở Việt Nam cũng như ở Canada. Về lại Canada, con chia sẻ những gì con đã thấy và lý tưởng của con với anh Khoa, anh Nhật, chị Thúy và các bạn bè. Sau đó, từ năm 2010 cho đến nay, con bắt đầu tham gia những sinh hoạt gây quỹ và làm thiện nguyện với người Việt trong cộng đồng. Tụi con xin chia sẻ những điểm quan trọng như sau. Điểm thứ nhất, mục đích phát triển văn hóa và gây quỹ giúp trẻ em nghèo ở Việt Nam. Trong hơn 10 năm qua, từ năm 2010, tụi con tổ chức sự kiện và chương trình mục đích chỉ tập trung vào quảng bá văn hóa và từ thiện. Tuyệt đối không liên quan đến những vấn đề hoặc tranh luận về chính trị. Chúng con chưa bao giờ thay đổi và sẽ luôn 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 tôn trọng quy luật này khi hội Better Future for Kids Foundation và hội Áo Dài Canada tổ chức bất kỳ chương trình nào. Ngoài việc kiếm sống hàng ngày, thời gian còn lại, tụi con làm thiện nguyện không lương, full time unpaid, cho hai tổ chức phi lợi nhuận có đăng ký chính thức với chính phủ Canada. Một, hội Better Future for Kids giúp bé đến trường, Registered Charitable Organization. 2. Hội Áo Dài Canada, Non-Profit Organization. Những hoạt động ở trong nhà thờ, chùa, cộng đồng do tất cả thiện nguyện viên, gia đình, bạn bè và tụi con cùng tổ chức như sau. Awareness Night, chống tệ nạn buôn người, linh mục Nguyễn Bá Thông, One Body Village 2010. 13 và 16. Chương trình hòa nhạc gây quỹ Share Life, nhà thờ giáo xứ Cấp Thánh Tử Đạo Việt Nam 2012. Cut the Thorn, cắt tóc gây quỹ. Chương trình tài năng Lua Got Talent 2013. Dạy đàn và nhạc lý ở nhà thờ từ năm 2011 đến năm 2019. Dạy đàn và nhạc lý ở chùa 2013-2014. Minh Châu Festival gây quỹ giúp bé đến trường 2015, 16, 17, 18. Áo dài Gala Charity Fundraiser Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông 2018. Taste of Vietnam Festival, lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt Nam, giới thiệu 54 dân tộc Việt Nam lần đầu tiên năm 2019. Asian Fashion Week mang chiếc áo dài Việt Nam đến cộng đồng mainstream năm 2009. Chương trình gây quỹ nấu ăn Cookathon trong lúc Covid năm 2021. Chương trình gây quỹ Crochet đang móc len năm 2020 và 2021-22 trong mùa Covid. Beauty of Vietnam Charity Fundraiser năm 2019. Áo dài Day vinh danh chiếc áo dài Việt Nam hàng năm vào ngày 15 tháng 5 từ 2016 đến 2022. Taste of Vietnam Festival, lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt Nam, Áo Dài Festival năm 2022.
Fashion Art Toronto quảng bá chiếc áo dài Việt Nam đến cộng đồng mainstream của Toronto Fashion Week năm 2022, gây quỹ cho mái ấm Phan Xinh Charity Fundraiser năm 2022, dạy đàn và nhạc lý ở lớp học cộng đồng từ năm 2022 đến 2023, Taste of Southeast Asia hội chợ Đông Nam Á năm 2023. Mục đích sinh hoạt của tụi con chỉ là tập trung vào văn hóa và từ thiện. Qua đó, chúng con mang một sứ mệnh lên tiếng nói ngăn chặn tệ nạn buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em. Tụi con ngăn chặn bằng cách làm chương trình gây quỹ bằng sức lực, tiền bạc, thời gian của những cá nhân thiện nguyện viên chúng con cùng nhau đóng góp. Những tiền quỹ gây được sẽ dùng để giúp những trẻ em nghèo ở Việt Nam. Hơn 10 năm qua, những chương trình tụi con đích thân tổ chức không bao giờ liên quan đến những vấn đề hoặc tranh luận về chính trị. Hàng năm vào dịp hè, Hội Better Futures for Kids và Áo dài Canada đã tổ chức lễ hội văn hóa và ẩm thực Taste of Vietnam Festival ở quảng trường Nathan Phillips Square, ngay trước tòa thị chính của thành phố Toronto. Lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt Nam Taste of Vietnam với sự đồng hành, góp công, góp của, thời gian, mồ hôi nước mắt của hơn 250 thiện nguyện viên tham gia vô bị lợi, các gian hàng ẩm thực, các nhà tài trợ, các quý ân nhân với niềm tự hào, dân tộc và muốn chung tay góp sức để chia sẻ văn hóa Việt Nam đến với cộng đồng hải ngoại ở đây. Qua đó cũng là tiếng nói để giúp nâng cao ý thức về tệ nạn buôn người. Số tiền gây quỹ được sẽ tiếp tục giúp vào những công việc từ thiện. Lễ hội Taste of Vietnam Festival 2019, chủ đề giới thiệu 54 dân tộc Việt Nam đã được hơn 18.000 người từ nhiều sắc tộc đến tham dự trong một ngày sự kiện. Sau 2 năm hạn chế vì Covid, sự kiện quay lại vào năm 2022 với chủ đề Heaven and Earth Outside Festival, với sự quảng bá của truyền thông quốc tế như BlogTO, CBC, CDTV, The Toronto Sun, Toronto Star, Thời báo Canada, v.v. Số người tham dự Taste of Vietnam Festival lên đến hơn 40.000 người trong 2 ngày sự kiện. Đội ngũ thiện nguyện viên của chúng con vô cùng hạnh phúc và vui sướng khi cộng đồng hải ngoại đón nhận lễ hội Taste of Vietnam Festival một cách vô cùng nồng nhiệt với bao nhiêu lời khen ngợi. Đồng thời, Taste of Vietnam Festival đã thu hút rất nhiều thế hệ trẻ, con cháu Việt Nam sinh ra và lớn lên ở hải ngoại tham gia thiện nguyện cho chương trình, để biết thêm về cội nguồn, có nơi để sinh hoạt, lấy community hours và học hỏi kinh nghiệm. Đó là điều con luôn mong muốn, được nhìn thấy những thế hệ sau dấn thân phục vụ cho cộng đồng chúng ta mỗi ngày mỗi lớn mạnh. The Taste of Vietnam returns to Nathan Phillips Square after a 2-year pandemic pause. Delicious dishes, culture, color, live music, fashion. It's a fun, family-friendly food festival. And here with more now is Kelly Lay, the president of Outzai Canada, and Kathy Tran. She's the owner of K-Sweets Tea and K-Glow Spa. Ladies, thank you both for being here. Thank you so much for having us. Kelly, I want to start with you. Your outfit is bedazzling. I want to know how it relates to the festival and everything you're doing culturally and the mission behind Taste of Vietnam. Yes, so the outfit that I'm wearing is called the Áo Dài Canada. Mm-hmm. This is our traditional Vietnamese costume, which is the Áo Dài. And we designed it so we merged the two countries that we love most, which is Vietnam, the Áo Dài, and the Canada, which we wear. So at the front, we have the leaf of Áo Dài Canada, as well as the back. The leaves are falling down, which represent the fall. And especially, as well as we're raising awareness against human trafficking. So on our sleeves, when people wear it, it has Stop Human Trafficking on it. And that's really important here because, you know, these festivals are all about party and celebration and food and culture. But having a social conscience, too, is very important to you in this festival, isn't it? It is very important for each and every one of us, even the vendors, everyone who attend, everyone who's supporting us. Yeah. They believe in our mission. Right. So it's not just the organizer ourselves, but everyone who's a helping hand with us. Shining a bright light on human trafficking and child exploitation. Very important, and congratulations and kudos to you on that. All right, Kathy. Thank you. Now to the food. Okay. Where do we start? You have some amazing dishes here. This place smells glorious. I've been telling you, everybody's walking around here jealous of me. Let's start here. Okay, so we have here is the spring roll. I think in here they have pork and then vegetarian.
And we have actually different kind of sauce to go with it. The first one is just like bland fish sauce. Okay. And then the regular one is basically just the regular taste, my taste. And then this is the sushi. It's really, really hot. Oh, I like really, really hot. So I'm going to try pork with the really, really hot. Yeah, so you can actually taking try. Taking a big chance here. Kathy, all right, tell us while I'm eating what else we've got here. Okay, this is pork, so, right? Yep. All right. So basically, this one is the grilled salted chili bread. So basically, it's actually bread and combined with different topping. So sauces, eggs, shredded chicken, and then different onions. And of course, you eat with vegetable around it, right? So the sauce go with it, you can actually have the tamarind sauce on the side or either mayo or ketchup on the side too. And that's one of the hallmarks of Vietnamese food, isn't it? It's fresh, it's local, it's in season. Yeah. It's really healthy. Yeah. And it's just, it just dances in the mouth. I can tell you, that's really good. Yeah. Oh, it's delicious. Okay. That's good. Now, I have a big sweet tooth. What have you got here? So this is sweet tofu. So basically, it's tofu. It's also like, you know, a very traditional dish in Vietnam. You can actually find on all over, like, you know, every single corner of street food, right? It's actually dessert. So it had a little lily ginger and also coconut milk. And of course, we're adding, you know, like pearl and agar jelly to bring out, like, you know, like a spice taste in your mouth. And beverage-wise? Beverage-wise, it's just a milk tea. No, not milk tea, sorry. It's actually it's a bubble tea, right? Yeah, bubble tea. Mm. But I believe there is, it's called lotus inside. Okay, now this is interesting. Here we have some fusion. Tell me a bit about this dish. It's a waffle. I believe it's actually grew it, and then they actually put a cheese form on top of it. The cheese form actually have a lively texture of the egg cheese form, so you can see that they torch it to bring out like a creme brulee. I get it. So it's so salty and sweet at the same time. Yeah. And it's being called the croffle. It's a fusion between a croissant and a waffle. Yeah. That is awesome. That is awesome. All right. We have more beverage. Tell us about the coffee. This is called the traditional rip coffee, a Vietnamese coffee. That's how you actually using, like, you know, like this cup to actually fill in the coffee inside, and then with hot water to rip it. Coffee culture is huge in Vietnam, right? Yeah, and of course you use it with condensed milk. With condensed milk, which is delicious too. Yep. And finally? Finally, it's actually the beef stew. You can see the beef stew soup and actually the Vietnamese baguette to go with it. That is so good. Now, Kelly, I know there's vegetarian offerings too, right? I mean, everyone's satisfied here. Vegetarians, vegans, everyone. Yeah. I want to know, like, how has the Vietnamese community here in Toronto, how has it grown and thrived over the decades? Because it's doing really well. Well, I'm so proud of my community. I can't be proud enough, even through the Taste Vietnam. The Taste Vietnam Festival is truly a community festival. Everyone who you see here and you will see tomorrow are all people from all walks of life. Every corner of the community. They're not a professional, they're not an event planner by trade. They're all walks of life. They come together. If they don't know how to do certain things, they learn it. And they have that passion of the Vietnamese, proud to showcase and to share our culture with the world. We're happy to invite all of our friends to join us. So even in our shows, our food, there are a mix of different cultures who are joining us in our performance as well. Well, Vietnamese hospitality is legendary. That much I know. They've got fashion shows, art exhibitions, live music. There's kids entertainment. There's a parade. And the best part, admission is free, right? Yes. You can't beat that. And this is year two. Yep. Because you had one before the pandemic. Oh, well, look who's slid in here. Hungry Bill Coulter. I love Vietnamese food, and this looks absolutely spectacular. And this is okay to do with fingers? Of course. Okay. Of course. Yeah. That's the pork. It's all finger and food. Yum. There's many dips. Okay. Yeah. Kelly? Yes. Kathy, thank you both so much. Appreciate it. Taste of Vietnam is happening tomorrow and Saturday. Yes. Nathanville Square, it's free. Get down there. Amazing. Have a feast and enjoy the culture. East at Southeast Asia ang ipinagdiriwang po ngayon sa kauna-unahang Taste of Southeast Asia sa Mississauga. Panoorin sa report ni Paula Saraza. We are celebrating different Asian countries, so we're trying to have different variety. Their small businesses are also featured as well. And so this event is charity-based, so we want to promote that. Mga pagkain at kultura mula sa 23 bansa sa Asia ang itinampok sa kauna-unahang Taste of Southeast Asia
para sa papalapit na Lunar New Year. We also have Saigon Drip to help with the Vietnamese espresso. This is very popular in the Vietnamese culture. We also have cassava cake and a noodle dish. This is Filipino. This is an at-home catering business that does pop-ups. We have a CD kitchen. There are at-home kitchen services that does more southern Vietnamese dishes with the baguette as well as a juice and the crawfish that's marinated in a southern way. We also have over here Chef's Bar. This is popular flan and panna cotta desserts. We have Panna Fruits, which is a local business that does fruit juices as well as other types of food services. And then we also have Silver Chopsticks from the GTA. They're doing sticky rice with mango. This is like Thai fusion in Vietnamese, as well as dried noodles, barbecue meat, as well as a banh mi sandwich that we're well aware of. Layo ng event na maipakilala ang makulay na kultura ng lumalaking bilang ng mga Asian Canadians sa bansa. We wanted to bring not just South, not just East, not just Southeast Asia, we wanted to bring all three of them together in one festival to sort of celebrate such a big cultural event. To show how diverse and how like cultured Canada is. Like growing up, we didn't really see too much of these events. Tinatayang nasa 40 food vendors, mga negosyo at sponsors ang lumahok sa pagdiriwang. Kabilang ang Kumain Kitchen, natampok sa kanilang Filipino takeout at catering services. We have palabok, we have pancit, we have cassava cake with coconut caramel on top. We torch the top of it. Sa likod ng malaking pagtitipon, may malalim na misyong itinutulak ang grupong bumuo ng Taste of Southeast Asia. We started with celebrating the Lunar New Year's and then also we brought in Better Future for Kids. And one of the biggest missions for us is to raise awareness for human trafficking and child exploitation. And that's really what started Taste of Southeast Asia. Bahagi ng makakalap na pondo mula sa event ay mapupunta sa mapipiling Canadian charitable organization na may parehong layunin. Gaya ng Taste of Vietnam, inaasahang magiging taunang pagdiriwang na rin ang Taste of Southeast Asia. Maaari itong bisitahin hanggang bukas dito sa Mississauga International Center. Paula Saraza, Omni News, Toronto. Trong thời gian gần đây, có những lời đồn đoán phiến diện, nghĩa là chỉ có một chiều, một bên, không đầy đủ sự thật. Sai lệch, vu khống, mạ lị, gây ảnh hưởng đến cuộc sống và công ăn việc làm của những quý ân nhân, nghệ sĩ, thiện nguyện viên, các chủ gian hàng và ban tổ chức tụi con qua sự kiện Taste of Southeast Asia. Nên con và Kelly xin nói thẳng vào vấn đề. Xin mời quý vị coi video số 2. Ý định phá rối đã có từ rất sớm trước sự kiện